Kia. Ra đây bế đi. Kìa, lại bác bế kìa. Đây. Xuống. Anh đi ấy cho à? Đi cắt cho à? Môn. Ồ, kìa môn lại đây. Này đây, ăn đi. Để đây phải ấy nhỉ? Để kiểu gì cho nó coi. Này môn. Ừ, này đâu môn này. Này. Ôi, thế nào nhỉ, nó cứ ấy nhỉ. Môn lại đây này. Môn ăn đây. Chết đấy mày. Mày vào đấy. Ôi. Mày vào đấy chó. Này anh tâm ăn anh tâm. Môn ơi. Ôi. Nó nhảy lên trên nhà này rất sợ. Con này này. Xin chào các bạn nhá, các bạn ơi. Đây, mình vừa mới mua quần áo cho hai bé đấy. Hôm qua mình đi chợ mua được 3 bộ. Một bộ mua đang mặc này. Mấy hai bộ này là ba bo chọn được có một bộ thôi các bạn. Nhìn thấy nữa này. Ơi, quần áo này mình phải sửa lại 100% ấy các bạn. Ngày xưa đùa đi cắt ngồi mòn đi quần chưa cắt được. Này. Nó nói trên kia. Bác thấy con đang ý bác dồn nó qua đây của em ấy nha bác nhá. Chạy tất cả. Đấy, mình đã sửa xong cho bo bộ quần áo ở đây các bạn này. Của Moon thì mình cũng đã sửa rồi. Đây chỉ có đợi Moon đến để mặc thôi. Kìa. Bắt tay. Kìa lại bắt tay vào cái. Bắt tay. Lại bắt tay vào. Bắt tay. Kìa. Đó. Bắt tay, bắt tay. Lại bắt tay vào. May quần áo cho nó gì cô? Ăn cái gì đấy? Nào, muốn về mặc quần áo muốn ơi. À đây, đây thay quần áo cho bo nhé. Nào, thay quần áo cho em nhé. Ôi, muốn bo mặc một quần áo này thì quá đẹp. Nó trắng, nó mặc cái này áo đẹp. Nổi hẳn. Nó quên chả mang kéo để tách cái lỗ đít. Ôi ôi, đẹp trai quá bò ạ. Quần hơi rộng. Để nó rộng cho mát. Buộc rồi. Vâng, cháu phải buộc tạm về. Cái bụng nó bé lắm. Nào ôi bo mặc vừa quá này các bạn này. Đấy mình sửa 100% nhé các bạn. Để sửa lại 100% bởi vì quần áo của bo bé lắm. Đi mua toàn là ấy thôi chả vừa ấy. Phải sửa lại ấy. Đâu bo thử đứng lên lại xem nào. Nào bo. Nào đứng lên đi cho các bạn xem. Nào đi vài đường cho các bạn xem. Nào đứng lên. Bo đứng lên. Bo đứng lên nhá. Nào đứng lên lại đây. Lại đây. Nào đứng lên, đứng lên. Nào đứng lên lại. Nào, bo.
Cô chào mọi người cái. Nào, cô chào mọi người. Ôi, bò ngoan thế. Các bạn ơi, Mun đấy lại chạy đi mất rồi các bạn ạ. May quần áo xong rồi mà bây giờ Mun lại chạy đi. Đi tìm cho Mun đâu vậy? Nó vừa chạy loanh quanh đi đằng nào rồi. Bà ơi, con gì đấy ba? Má. Anh rồi. Anh. Bò. Bà chuối à? Lên đi con. Đấy, Mun đã về. Lên chỗ vào xe bố kìa. Đấy, Mun đã trở về đấy các bạn. Quần áo bê bết. Nó đi lại đây mặc cho nó quần áo cho con à. Đi lên kìa. Mun đã trở về. Đây, lên chỗ này này. Lên chỗ sạch. Mun đã trở về. Đó, đây cho khô mà. Nè, anh mình ở đây mặc thử nhá. Các bạn ơi, hôm qua mình đi chợ mình mua được 3 bộ cho Mun, bo được có 1 bộ này thôi. Đây cái bộ này mình sửa lại 100% đấy các bạn. Con chạy chán chưa? Váy đấy nhưng mà hơi rộng. Đây là còn rộng cho mát. Đứng đây nào. Thôi được rồi, để cho mát.